khách hàng ở đây là nhỏ tuổi nhất. Đấy. Đây nhìn thấy khó như thế mắt là thì ở đây là khách hàng là nhỏ tuổi nhất, ngây thơ nhất, vô số tuổi luôn. Và hiện tại thì khách hàng cũng xin được giới thiệu với mọi người là khách hàng cũng chưa có người yêu. Em đang sợ ế đây này. Đấy, và bây giờ thì Thanh Hằng Thanh Hà xin giới thiệu một cặp đôi rất là đặc biệt. Bây giờ xin mời hai bạn này đặc biệt nhất để đứng ra ngoài này. Ui, lại đứng ra ngoài này cơ. Đứng ra ngoài này. Không cho ngồi. Không cho ngồi. Đứng ra ngoài này để Thanh Hằng sẽ giới thiệu. Phải đứng ra đấy thì mới giới thiệu được, đúng không? Đứng ra để giới thiệu. Bây giờ thì Thanh Hằng thì mọi người sẽ biết chiều cao của Thanh Hà là 1m26. Và đây là cặp cô dâu chú rể vừa chụp ảnh cưới ngày hôm qua, đó là thầy giáo Hùng và cô học trò My Nguyễn đã chuẩn bị làm đám cưới ở vào tháng 11 sắp tới. Thì thầy giáo Hùng năm nay 31 tuổi. Đây đã quay gần lại thì mọi người sẽ thấy chiều cao không? Tại vì cặp đôi này sắp sửa cưới cho nên Thanh Hằng Thanh Hà bị bà con khán giả la quá trời, trời ơi, người ta lấy chồng lấy vợ hết rồi còn nói Thanh Hằng Thanh Hà sao mà kén chọn quá. Thì bây giờ để giới thiệu với mọi người là cặp đôi đến thật gần lại để cho My và Hùng giới thiệu ạ. Xin chào mọi người, mình là hai bạn luôn, đứng vô luôn, đứng sát vô luôn. Xin chào mọi người, mình là Hùng. Năm nay mình 31 tuổi. Bây giờ tại mình đang dạy học các bạn khuyết tật ở Hà Nội. Thì các bạn bạn nào mà có cùng hoàn cảnh như mình thì có thể là nộp đơn để kết nạp với đội thi hôn luôn. Thầy giáo Hùng có nói là thầy giáo Hùng có dạy đồ họa vi tính cho tất cả các bạn khuyết tật cũng như các bạn tí hon. Thì các bạn tí hon và khuyết tật trên toàn quốc, trên toàn đất nước Việt Nam có thể đăng ký vào Facebook của thầy giáo Hùng. Nếu mà không nhớ là nick của thầy giáo Hùng là Nguyễn Văn Hùng thì mọi người có thể nhắn tin cho Thanh Hằng Thanh Hà. Thanh Hằng Thanh Hà sẽ gửi link để mọi người cùng đăng ký. Cái này là Trung tâm Nghị Lực Sống, phải ông thầy Hùng? Trung tâm Nghị Lực Sống thì có dạy và dạy nghề cho tất cả các bạn khuyết tật. Chính vì vậy mà tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn khuyết tật, cả các bạn có chiều cao khiêm tốn, chúng ta đừng có mà giống như là đừng có gọi là gì ta, bi quan à? Đừng có tự ti mặc cảm, hãy cố gắng, hãy thật tự tin lên. Và đến gặp thầy giáo Hùng thì thầy giáo Hùng sẽ chia sẻ cho. Thì hiện tại thì lớp của thầy giáo Hùng có rất là nhiều các học viên là người khuyết tật cũng như là những người tí hon như thầy giáo Hùng cũng như Thanh Hằng Thanh Hà đó. Thì ở đó có dạy các nghề cho các bạn và đặc biệt là vi tính, phải không thầy Hùng? Thầy giáo Hùng có thể giới thiệu thật nhiều về cái chương trình đào tạo để cho mọi người trên cả nước được biết, tại vì khán giả của Thanh Hằng Thanh Hà thì ở đây có rất nhiều các trường hợp đã gọi đến cho Thanh Hằng Thanh Hà là hỏi là Thanh Hằng Thanh Hà về địa chỉ của thầy Hùng, thì thầy Hùng có thể giới thiệu giúp cho các bạn. Chào các bạn, thì hiện tại thì Hùng đang dạy học tại Trung tâm Nghị Lực Sống. Thì ở đây thì là bên mình đào tạo một năm tối thiểu là 60 bạn khuyết tật dạng vận động, có độ tuổi từ 17 đến 35 mà có hai tay sử dụng vẫn linh hoạt, có thể sử dụng máy tính. Thì cái ngành nghề đào tạo ở chỗ trung tâm mình đó là dạy về chỉnh sửa ảnh dạng bất động sản. Thì là khi mà học xong thì các bạn sẽ được thi vào những cái công ty mà những cái lĩnh vực mà các bạn đã học. Thì nếu như để biết thêm chi tiết nhiều hơn thì các bạn có thể là vào trang nghị lực sống.net, thì trong nó có rất là nhiều cái thông tin, ví dụ như là yêu cầu đối tượng hay là yêu cầu hồ sơ như thế nào thì trên đấy có đầy đủ. Còn nếu còn thắc mắc như nào thì có thể là nhắn tin cho Hùng hoặc là nhắn tin cho chị Hằng để hỏi nick Hùng để Hùng sẽ trả lời. Em có thể đọc email của em để cho mọi người cùng biết. Email của Hùng đó là hungnv@nghilucsong.net. Thì mọi người có thể gửi vào đấy thì Hùng check email hàng ngày cho nên là có gì chị sẽ trả lời luôn ấy. Thôi bây giờ công việc thì để inbox với thầy Hùng sau. Bây giờ Thanh Hằng và Thanh Hà có một câu hỏi muốn hỏi thầy Hùng này. Làm sao để mà thầy có thể cua được một cô học trò dễ thương như vậy ạ? Chính xác rồi đúng không? Đấy, đẹp đôi lắm. Theo như mình thì cứ làm sao mà cho nó cút lên kia đẹp trai.
tai về tự tin của mình rồi là gái nó sẽ đến. Nhưng cũng không cần nhất thiết là phải đi câu ở đâu cho nó ra. Tức là cứ tỏa sáng là mũi nó đến thôi mà. Tức là học trò của thầy chứ không phải là thầy của học trò à? Tiêu chí của mình là thế. Có đúng không? Có đúng không chị? À, còn đây là câu hỏi dành cho em My nè. Cái này là học trò của thầy chứ không phải là thầy của học trò nữa. Phải không đó? Trời, em có thể chia sẻ bí quyết cho chị được không? Cô chia sẻ bí quyết của thầy đi, tại vì hàng hà cũng vẫn đang ế quá. Em quyết thì chả có bí quyết gì cả, nhưng mà mình dai là được. À dai? Dai à, rồi. Dai và mặc giày đấy phải không? Mặc vậy dày và vài phân. Vừa dai, không vừa dai vừa dày là được. Vậy hả? Dạ. Chị Huyền ở đây nè. Thì cảm ơn Hùng. Cảm ơn em My đã chia sẻ rất là nhiều. Vừa nãy giờ thì khán giả đã chúc mừng hạnh phúc cho Hùng cũng như My rất là nhiều. Thì My có thể chia sẻ thêm cho chị một chút xíu là hai người đã My đã cua thầy Hùng bao lâu rồi? Để chị biết, để chị lên kế hoạch, để chị cũng kế hoạch cua trai ấy. Lúc mà em mới ra học thì chỉ là bạn rồi sau một thời gian cũng nhắn tin qua lại, lúc đó Hùng cũng coi là bạn, bảo là anh giúp em chỉ vì mình cùng đồng cảnh ngộ với nhau thì anh giúp đỡ em thôi, chứ còn yêu thì để nếu có duyên thì để được với nhau, còn không có thì thôi. Thì cứ thế mà khoảng một thời gian sau thì em cũng có nhắn tin qua lại, thì lúc đó chắc khoảng nửa năm á, bảo là chưa tới nửa năm thì mới đổ. Bảo là đủ. Vậy là trò của thầy. Vậy là chị phải học cái bí quyết này thôi. Và cảm ơn My rất là nhiều. Và chị thì cũng thay mặt cho tất cả mọi người chúc hai bạn Hùng và My sẽ mãi mãi hạnh phúc. Và vừa nãy thì chị cũng rất là cảm ơn, bởi vì bạn Hùng rất là nhiều người có nhắn tin cho chị hỏi là vừa nãy chị đã nói rồi đó. Thì quý vị khán giả biết không, thì ngoài cái dạy học trò với cả những các cái công việc ra, thì đúng thiệt là Hùng rất là dễ thương. Mỗi một lần Thanh Hà đi ra Hà Nội diễn ấy, thì người đầu tiên Thanh Hà gọi điện đó là thầy giáo Hùng. Bởi vì Hùng đã có dịp về nhà Thanh Hà rồi, thì cũng mấy chị em cũng rất là chơi thân với nhau. Hùng rất là nhiệt tình, đúng là nói chung là hàng hà rất là mến cái tính nhiệt tình cũng như chỉ bảo tận tình của Hùng dành cho tất cả các học viên ở đây. Và đặc biệt một lần nữa thì Hằng muốn nói với tất cả mọi người, chúng ta có con em bị khuyết tật hoặc là những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hoặc là những người tí hon như Thanh Hà với cả bạn Hùng My đây, thì chúng ta có thể gửi con đến trung tâm nghị lực sống, hoặc là gọi điện cho thầy Hùng, hoặc là nhắn tin cho Thanh Hà sẽ gửi link hoặc là cho số phone để mọi người trực tiếp gọi cho thầy Hùng. Tại vì vì lý do là tế nhị cho nên là Thanh Hà là không có thể đọc số điện thoại của thầy Hùng ở đây, sợ. Tại vì bây giờ chậu đã có bông rồi thì mình không thể đọc số điện thoại. Biết đâu nhiều người đến cua thầy Hùng quá thì học trò My sẽ thầy giáo Hùng mà có nhiều fan hâm mộ đến quá ấy, thì học trò My sẽ không được vui lắm. Cho nên là Thanh Hà sẽ không đọc số phone ở đây, mà mọi người có thể inbox trực tiếp cho Thanh Hà. Thì Thanh Hà sẽ cho quý vị riêng số điện thoại gọi trực tiếp đến thầy Hùng, xem là hành trình giảng dạy và học như thế nào, thì cái chi phí như thế nào, thì mọi người cùng biết và theo dõi kênh của Thanh Hà. Thanh Hà Official hoặc là Thanh Hà ở trên Facebook thì mọi người sẽ biết được. Bây giờ thì Thanh Hà xin xuất hiện một tí nha, để mà đứng gần cùng thầy Hùng và tất cả mọi người. Rất là khổng lồ và vĩ đại. Cầm một tay thôi. Người cầm máy là Thanh Huyền. Đây, đi vào kẽ. Bên này mình cũng tính. Hello, xin chào tất cả mọi người thấy không? Anh Hà đứng đây cao chưa bộ? Đấy nhá, mọi người thấy nhá, thì hiện tại thì Anh Hà tí hon, nhưng mà gặp hai bạn này đây tí hon hơn nữa này. Mọi người thấy không? Chẳng qua là chưa thích cao thôi. Đấy, thì bây giờ hiện tại là hai bạn này đã bông đã có chậu, chậu đã có bông rồi, thì mọi người
hai mình muốn làm quen với Thanh Hằng Thanh Hà. Hãy cứ vào Thanh Hằng Thanh Hà đi, nuôi Thanh Hằng Thanh Hà từ Thanh Hằng Thanh Hà là tại vì hiện tại đang lớn quá. Bây giờ khi sau khi mà quen gặp cô này thì Thanh Hà mới nghiệm ra một chiêu đó là nếu muốn hết FA thì mặt mình phải dày và sắc mình phải dai. Không có gì muốn chia sẻ thêm không? Tại vì hôm nay chị cũng vui quá khi mà gặp mọi người, thì chị cũng không có những bước ý của gì thì Hùng có thể chia sẻ thêm. Nói chung thì nãy giờ thì là Hùng rất là cảm ơn mọi người đã gửi tới lời chúc cho Hùng với My. Thì là Hùng chỉ muốn nói với những bạn mà có khiếm khuyết hay là những bạn tí hon như Hùng ấy, thì là các bạn hãy tự tin lên, hãy luôn tỏa sáng, tại vì cuộc đời của các bạn là do các bạn, chứ không cần đèn đâu. Comment ở dưới để Thanh Hà biết là hét lớn lên ạ. Tại vì bây giờ ngồi một cái quán cà phê ở ngoài lề đường rất là mát, và để cho nó thoáng, tại vì cây xanh ở đây rất là nhiều, thì để cho không khí thoải mái. Tại vì mình đi làm thì trước cả ngày ngồi trong nhà rồi. Thì ngày hôm nay tất cả biệt đội tí hon đã lôi nhau ra lề đường và ngồi ở đây rất là vui vẻ thoải mái. Một lần nữa thì chị Thanh Hà cũng rất cảm ơn hai bạn cùng với mình, và chúc cho hai bạn lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc nha. Và bây giờ chúng ta đi vào ngồi tiếp ở bàn, và mọi người muốn đặt câu hỏi gì thì đặt ở xuống dưới ạ.